Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hàng chục người hoảng loạn la hét khi xe khách lao xuống ta luy âm cao tốc. Trưa ngày 7 tháng 7, trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn km 211+200 qua xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi xe khách dừng nằm biển kiểm soát 50F-034.39 bất ngờ tông hàng loạt giải phân cách và lao xuống rãnh thoát nước ven đường. Theo hình ảnh từ camera hành trình, thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang mưa và xe khách đang lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam. Khi đến vị trí trên, xe khách đã mất lái và tông vào hơn 10 giải phân cách cứng bằng bê tông giữa cao tốc, làm hư hỏng lưới chống chói và lao xuống rãnh thoát nước. Hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn la hét. Người dân địa phương đã nhanh chóng đập kính xe để giải cứu các hành khách mắc kẹt bên trong. Sau vụ tai nạn, cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Xe cổ cứu hộ cũng được điều động để kéo xe khách bị nạn lên. Đến 14 giờ 10 phút cùng ngày, hai xe cổ mới đưa được xe khách từ dưới rãnh thoát nước lên cao tốc và giải phóng hiện trường. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 7, km 200+500 cũng trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn qua xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, một vụ tai nạn khác đã xảy ra khi xe khách dừng nằm chở 20 hành khách tông vào đuôi xe đầu kéo. Vụ tai nạn này khiến phụ xe tử vong tại chỗ và xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu. Các vụ tai nạn liên tiếp trên cao tốc này đã làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông trên tuyến đường. Ô tô con va chạm với xe tải trên cao tốc, một người tử vong. Ngày 7 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông thông báo rằng vào chiều ngày 6 tháng 7, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe ô tô, khiến một người tử vong và hai người khác bị thương. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều tại km 48+350 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Vụ va chạm xảy ra giữa xe tải biển kiểm soát 22F002-20 và xe ô tô con biển kiểm soát 19A223-20. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô con bị hư hỏng nặng, biến dạng nghiêm trọng. Xe tải bị lật chắn ngang đường, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại hiện trường và dẫn đến ùn tắc cục bộ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Tai nạn cũng khiến tài xế ô tô con Hà Tiến H, sinh năm 1982 trú tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhưng không qua khỏi và đã tử vong sau đó. Ngoài ra, còn có hai người khác bị thương trong vụ tai nạn. Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Khê Phú Thọ đã xác nhận rằng nạn nhân Hà Tiến H, người tử vong trong vụ tai nạn, là trưởng phòng kinh tế, hạ tầng của huyện. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra và giải quyết vụ việc. Vụ lật xe khách ở trên đèo Đắk Nông, hành khách đã trở về Bình Dương. Ngày 2 tháng 7, bà Hờ Vinh Nhiê, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết bệnh nhân bị thương trong vụ lật xe khách trên đèo ở quốc lộ 28, xã Quảng Khê, huyện Đắk Long đã xin rời bệnh viện để về Bình Dương tiếp tục điều trị. Bệnh viện chỉ điều trị cho một bệnh nhân bị gãy xương trong vụ lật xe khách. Rạng sáng 2 tháng 7, bệnh nhân này ổn định, sức khỏe và làm thủ tục xin về quê tiếp tục điều trị. Bà Hờ Vinh nói, ngoài ra nhiều người khác bị thương nhẹ hơn trong vụ lật xe khách được đưa vào trung tâm y tế huyện Đắk Long để điều trị. Trao đổi với Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, một lãnh đạo trung tâm y tế huyện Đắk Long cho biết, sáng 2 tháng 7, toàn bộ những người điều trị tại trung tâm trong vụ lật xe khách đã làm thủ tục xuất viện. Ngoài những người điều trị tại trung tâm y tế huyện bị thương nhẹ hoặc chỉ xây xát ngoại da, sáng 2 tháng 7, họ đã làm thủ tục xuất viện để trở về Bình Dương. Lãnh đạo trung tâm y tế huyện Đắk Long trao đổi. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi với ông Nguyễn Minh Hoài, 50 tuổi, ngụ Bình Dương, người điều khiển xe khách 61B02973 qua điện thoại để hỏi thêm một số thông tin liên quan vụ lật xe, đặc biệt là thông tin xe khách nổ lốp trước khi bị lật. Tuy nhiên, ông Hoài nói đang rối bời không trả lời được và hẹn sẽ gọi điện trao đổi dịp khác. Ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Long cho biết, huyện chưa nhận được báo cáo chính thức về nguyên nhân lật xe khách trên đèo. Anh em công an đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc, chưa báo cáo cụ thể về huyện, ông Thuần nói. Như Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 1 tháng 7, tài xế Nguyễn Minh Hoài điều khiển xe khách 61B02973 chở theo 45 hành khách di chuyển trên quốc lộ 28 theo hướng từ huyện Đắk Long về thành phố Gia Nghĩa.
Khi di chuyển đến đèo Cùi Chỏ, huyện Đắk Long, xe khách bất ngờ tông vào hộ lan và lật xuống vực sâu, cách tuyến quốc lộ 28 khoảng 10 mét. Nhận tin báo, công an các cấp ở Đắk Nông đã nhanh chóng cử cán bộ phương tiện đến hiện trường thực hiện cứu nạn cứu hộ. Công an cũng kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với tài xế xe khách nhưng người này không vi phạm. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân xảy ra tai nạn lật xe khách do tài xế không quen đường, thiếu chú ý quan sát. Tại bệnh viện, một số hành khách cho biết họ nghe tiếng lốp xe bị nổ trước khi xe lật nghiêng, trượt dài xuống đèo sâu. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, 45 hành khách trong vụ tai nạn nói trên đều bị thương ở những mức độ khác nhau. Qua tra cứu thông tin trên Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe 61B02973 sản xuất năm 2007, hết niên hạn năm 2027. Cũng theo tra cứu nêu trên, xe 61B02973 thực hiện kiểm định gần đây nhất vào ngày 21 tháng 3, hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Người bị nạn vụ lật xe khách ở Đắk Nông, tôi nghe tiếng nổ lớn. Tối 1 tháng 7, Ban Pháp luật TP.HCM đã tới Trung tâm Y tế huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, nơi đang điều trị cho nhiều người bị thương trong vụ lật xe khách xảy ra vào chiều cùng ngày tại đèo Cùi Chỏ trên quốc lộ 28, đoạn qua địa phận xã Quảng Khê, huyện Đắk Long. Nằm trên giường bệnh với vết thương trên tay, bà Lê Thị Liễu, 58 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương cho biết, trưa 1 tháng 7, nhóm của bà ăn cơm ở khu du lịch Tà Đùng, huyện Đắk Long, xong thì lên xe để về thành phố Gia Nghĩa. Khi đang ngủ trên xe khách, bà Liễu nghe tiếng nổ lớn, kế đó là xe chao đảo và rơi xuống vực. Tôi bị chấn động mạnh khi xe khách rơi xuống vực, lúc đó tôi đang ở bên ngoài cửa kính, chân tôi bị mọi người đè lên, ai nấy đều la hét rất hỗn loạn, bà Liễu kể. Cũng theo lời bà Liễu, các mảnh kính xe khách vỡ, bắn vào bên trong khiến bà và nhiều người bị thương. Tuy nhiên, nhờ lỗ hổng do kính xe vỡ, bà đã bò ra bên ngoài. Những người khác thấy vậy cũng bò theo và thoát khỏi chiếc xe khách đã lật. Khi chúng tôi ra ngoài thì công an xuất hiện, các anh công an bế cổng người già và thả dây thừng để những người trẻ leo lên, bà Liễu nhớ lại. Còn bà Lê Thị Bạch Tuyết, 65 tuổi cùng ngụ tỉnh Bình Dương, cho biết bà chỉ xây xát phần mềm sau vụ lật xe khách. Theo lời bà Tuyết, trước khi lật xe khách, bà nghe tiếng lốp xe bị nổ, xe bị chao đảo mạnh. Ngay lúc đó, tài xế nói mọi người bình tĩnh và cố gắng giữ xe xuống ở tốc độ chậm. Tuy nhiên, tài xế vừa dứt lời thì xe đã va vào hộ lan và lật xuống vực. Xe khách lật xuống vực trượt một đoạn thì gặp tảng đá to nên bị cản lại. Thật sự chúng tôi vẫn may mắn, vực đó rất sâu, nếu không có tảng đá xe khách lật thêm có lẽ hậu quả thương vong sẽ rất lớn, bà Tuyết nói. Cũng theo bà Tuyết, thời điểm bị nạn, trên xe khách có 45 người đều ngủ ở tỉnh Bình Dương và một tài xế, một phụ xe. Những vụ tai nạn xe khách trên các cung đèo hiểm trở luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người, bởi mỗi lần xảy ra, chúng thường mang đến những hậu quả nghiêm trọng về cả tính mạng lẫn tài sản. Thực tế, những đoạn đường đèo ngoằn ngoèo và khó khăn đã trở thành những thử thách khắc nghiệt đối với các tài xế xe khách, đòi hỏi kỹ năng và sự tập trung cao độ để đảm bảo an toàn cho hành khách trên từng chặng đường. Ngày 4 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã có báo cáo nhanh gửi Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an và Ban An toàn Giao thông tỉnh Kon Tum về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đắk Lây. Theo đó, nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế Phan Nhật điều khiển xe không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong cua, xe mất lái, tự gây tai nạn. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương gồm tài xế Phan Nhật, 34 tuổi, ngụ xã Ea Tốt, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk và 2 hành khách là Nguyễn Đức Tuấn, 35 tuổi, Tôn Thất Trường Chinh, 53 tuổi, đều ngụ Gia Lai. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 37 người, trong đó có 32 hành khách. Ngay khi tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Công an huyện Đắk Lây triển khai các lực lượng cùng chính quyền địa phương đưa nạn nhân ra khỏi xe và chở đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đắk Lây, đồng thời lấy lời khai của những người làm chứng và người liên quan. Cũng theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum, hiện chưa có kết quả trích xuất giám sát hành trình nên chưa xác định xe có chạy quá tốc độ hay không. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở đối với tài xế Phan Nhật, kết quả đo là 0,000mg trên lít. Đơn vị này vẫn đang chờ kết quả kiểm tra chất ma túy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!